Chiều ngày 27 tháng 6, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản để điều tra vụ 3 cán bộ công an bắn chết dê của dân. Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự 3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức gồm Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng. Theo công an Hà Nội, ngày 26 tháng 6, 3 cán bộ công an trên đi xe ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô, rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại. Các quyết định tố tụng trên được cơ quan điều tra đưa ra sau một ngày xảy ra vụ việc 3 cán bộ công an bắt chết dê của dân. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27 tháng 6, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với 3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, gồm Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng.